Hello tất cả mọi người, hello tất cả mọi người, thầy Hải đây, thầy Hải đã quay lại với mọi người đây. Cũng lâu lắm rồi tôi mới xuất hiện trên kênh YouTube đúng không nào? Bởi vì là thời gian vừa qua thì tôi rất là bận với các cái lớp học của mình. Tôi liên tục có những cái khóa học đào tạo về thiết kế thời trang, wrapping tại thành phố Hồ Chí Minh, hai lớp tại thành phố Hồ Chí Minh và hai lớp tại Hà Nội. Và đây ngày hôm nay thì tôi đang đứng tại lớp học học viện của tôi, Vũ Trần Đức Hải Master tại Hà Nội, và đây là lớp thứ 5 ở Hà Nội nha. Đấy. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ cho các bạn xem một chút cái về cái kỹ thuật wrapping. Anh chị em có quan tâm thì hãy comment xin chào đi để tôi có thể nhìn thấy. Để tôi có thể nhìn thấy được các bạn à. Hãy comment xin chào tất cả các anh chị. Rồi. Hãy comment xin chào. Nha, để tôi có thể nhìn thấy được tất cả các bạn. Tôi muốn được nhìn thấy tất cả các bạn. Rồi, xin chào Thanh Phạm. Rồi, tôi đã nhìn Bonjour Samana Sue. Đấy, có người Pháp cũng vào đây này, cũng bonjour cũng riếc này. Đấy, ok, xin chào Bảo Châu. Tôi đã nhìn thấy các bạn rồi. Comment xin chào đi để tôi nhìn thấy các bạn. Rồi. Ok, xin chào anh chị Vinh Trần, xin chào Chan FS, xin chào chị Ngân Lê. Rồi, có một số các anh chị thì tôi không nhìn thấy ảnh nên là tôi không biết là độ tuổi bao nhiêu, thì tôi cứ gọi chung là bạn nhá. Đấy, có thể là hơn tuổi thầy Hải hoặc có thể kém tuổi thầy Hải. Đấy, ngày hôm nay chút nữa thôi, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm sao để chúng ta có thể làm một cái chiếc đầm wrapping một chiếc đầm cao cấp. Mọi người đã biết wrapping là gì chưa? Wrapping là một cái kỹ thuật rất là cao cấp nhất bây giờ trong thiết kế, và lớp học của tôi đang giảng dạy tại Hà Nội là các anh chị đang được học chuyên sâu. Ngày hôm nay là đến buổi thứ 9 rồi, còn một buổi nữa thôi là các anh chị ở đây sẽ tốt nghiệp và sẽ có lễ tốt nghiệp các bạn nhé. Và mọi người đang rất là khẩn trương làm. Tôi sẽ quay cho mọi người cái không khí làm việc tại đây. Mọi người tiếp tục nhấn comment xin chào đi để tôi có thể là nhìn thấy các bạn. Tôi có thể nhìn thấy các bạn, bởi vì nói chuyện là phải nhìn thấy nhau thì nó sẽ từ từ khâu vào, khâu sớm đây. Em đi làm cái gì em cứ làm đi. Không được không? Đấy. Rồi, tí nữa tôi sẽ quay lại với cái này. Đấy. Tí thầy sẽ tháo ra đấy. Thầy tháo ra thì làm lại cho em được chưa? Cho mọi người nhỡ không được đẹp thế. Nhỡ đẹp hơn thì sao? Đấy. Đây là một bạn học viên rất là trẻ. Trẻ nhất lớp học của Vũ Trần Đức Hải. Bạn Mai ở Hải Phòng. Mai có thể giới thiệu cho mọi người được biết là em đang làm cái đầm gì không? Em đang làm đầm cung ngực. Đang làm đầm cung ngực à? Rồi, rất là tuyệt vời. Cái bản phác thảo của em đâu? Quay trên YouTube này đẹp thật đấy. Live stream trên YouTube này rất là đẹp nhé. Chất lượng cao. Chất lượng cao hơn Facebook. Đây, bản phác thảo đây. Đây, cái mẫu mà cô ấy đang làm đây. Đây là một mẫu cung ngực bạn nhé. Bạn nhìn rõ không ạ? Các anh chị nhìn rõ hay comment chứ nhìn rõ đấy ạ. Bạn thấy đây là mẫu rất đẹp. Bạn này chưa vẽ bạn này. Lần sau vẽ cả bên này nữa nhé. Em bắt đầu ấy đi. Wrapping. Và tiếp tục cho cái link ấy vào. Link áo măng tô vào. À thôi, cho em cho cái gì vào đây? Ok, cũng được. Rồi, ok. Đấy nha. Đấy. Ê, chúng ta sẽ ra đây. Khu vực này thì có các chị đang... Đây, chị Xuyến đang làm cái mẫu. Hello, xin chào mọi người. Đấy. Mình Xuyến. Đang rất là chăm chỉ làm để mai có sản phẩm. Tràn ngập năng lượng nha. Đấy. Chị Xuyến đang ép mùng. Cái mẫu này là rất là sao? Rất là nhiều vải. Đây, còn đây là chị Lương. Lương chào mọi người, và Lương có thể giới thiệu mọi người em đang làm gì? Em đang làm
Đây. Thì em đặt vào đây. Không, em đừng ghim này. Ghim này là không đúng. Ghim là ghim vuông góc. Hiểu không? Không cần ghim nhiều. Đấy, và em đặt đây. Em may mí cho thầy ở đây. May mí đây nhá. Đấy. Đấy. Tôi đang hướng dẫn chị Lương Phạm may cái đầm cung ngực nhá. Đây là cung ngực tách quả. Các bạn chắc chắn là khi nhìn đến cung ngực tách quả các bạn sẽ rất là thích đúng không? Rồi, ok. Người tiếp theo này là chị Thúy. Chị đã đút thử cái ấy chưa? Cái gọng vào đây chưa? Đút rồi. Cái này cắt nó phải ấy. Không, cắt nó phải bo cái này đi. Không, cái này sau này chọc vào. Nó đau. Nha, rồi, xin chào. Xin chào chị Nga Nguyễn. Rồi, các anh chị vào xem thì comment xin chào đi. Tôi thấy đang số người, lượng người đang xem rất là cao. Đây là mẫu, rồi mẫu này cũng rất là đẹp nhá. Úi xời. Rồi mẫu này chung ấy. Mẫu kia của em đã đẹp rồi nhưng mà mẫu này còn đẹp hơn. Mẫu này là thầy sẽ xếp cho chị nhất vùng luôn. Đầu đâu thì chị Xuyến này. Cái gì ngay. Đây, mẫu này chả đẹp à. Mẫu này đỉnh đấy. Cái mẫu này là có biết người ta bán 500 triệu cái mẫu này không? Mẫu này là của một hãng nổi tiếng đấy. Thầy quên cái tên của hãng đấy nhưng mà nổi tiếng đấy. Mẫu này rất nổi tiếng ấy, không phải đùa đâu. Hình như Elisab hay sao ấy. Ê, riêng Elisab thì nó phải có giá từ 500 đến 1 tỷ một mẫu. Phải xếp trực tiếp, cái này wrapping trực tiếp này. Học viên của tôi được cái rất tuyệt vời. Toàn chọn những mẫu khó để thầy dạy cho. Đấy, khi mình đút cái này vào cái nó căng luôn. Rất là đẹp. Ở đây em đưa ra đây. Em không cần phải nói nhiều, ra đây. Quay vào đây để thầy nói luôn. Đây, quay đây. Ôi, hello, xin chào tất cả anh chị. Hôm nay là một ngày mùng 1 đầu tháng, đúng không? Đây, tôi quay luôn mặt tôi, nói một lúc xong kiếm. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng và buổi sáng chúng ta đã có một cái live stream tràn đầy năng lượng. Và buổi chiều tôi không hiểu sao tôi lại thấy có năng lượng tiếp. Và tôi lại muốn làm live stream tiếp để tôi sẽ muốn chia sẻ thêm hình ảnh cho các anh chị là hình ảnh gì. Hình ảnh tại lớp học của tôi đang diễn ra và tôi đang hướng dẫn cho mọi người cách ở đây mọi người đang làm những cái đầm rất là tuyệt vời. Làm cái đầm dạ hội, những cái đầm dạ hội mà ở nước ngoài người ta bán cả mấy trăm triệu một cái đầm nhá. Thì tôi nghĩ rằng là với những cái hình ảnh tuyệt vời này tôi cần phải chia sẻ tới những người yêu thời trang. Tôi biết rằng là rất nhiều người yêu thời trang, bạn đam mê thời trang nhưng mà bạn chưa có điều kiện. Thế cho nên là không sao cả, chưa có điều kiện thì vào xem live stream của thầy Hải đúng không? Vào thật đông vào, hãy chào đi, hãy comment những lời chào đi. Để tôi sẽ chia sẻ các anh chị những cái hình ảnh mà rất là tuyệt vời. À, ngoài quay vào đây. Đây, quay vào đây. Thì ở đây đang nói dở là cái mẫu này của chị Thúy. Nó rất là đẹp, này quay sát đây. Đây ạ. Đây. Rồi, ai chào tôi thì chào đi để tôi nhìn nào. Đấy. Thì nói với các bạn này là cái mẫu này á là cái mẫu mà hình như tôi nhớ không nhầm, hình như của Elisab, có thể là không phải, nhưng mà nó rất là nổi tiếng nhá, rất là nổi tiếng. Cái đầm này nó có giá bét bét về 500-600 triệu tiền Việt đấy. Đấy. Thì tôi đang dạy cho học viên những cái mẫu như thế này. Đó. Thế nếu mà bạn thấy những cái mẫu này quá đẹp thì bạn ghi là chữ quá đẹp đi, quá đẹp và đẳng cấp đi. Đấy. Thì tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để may nhá. Đây, cầm lên. Nhá. Thì để may cái này thì bạn phải có một cái form dập cúc ngực chuẩn. Đây. Hôm qua tôi đã dạy cho đấy mọi người. Cách may này nhá. Không che giấu một cái gì cả, cho các bạn xem luôn. Đấy. Và hôm nay là khả năng là lớp học này sẽ làm việc đến 9 giờ tối. Chúng tôi đang gấp rút say sưa để cho lễ tốt nghiệp nhá, sẽ diễn ra rất hoành tráng vào thứ bảy tuần này. Rất hoành tráng luôn. Cực kỳ hoành tráng luôn. Đang mọi người đang đặt phụ kiện này, mũ mão rồi là các thứ accessory này. Rất là, thấy không? Mọi người thấy không? Đấy, những con người như này thì chắc chắn là đợt này là Tết là họ bội thu luôn. Đấy, chắc chắn luôn. Đấy, ở đằng kia là chị Xuyến này, chị Xuyến nhân vật sáng nay là trên live stream là như một nữ hoàng luôn. Bây giờ lại quay về lại thành nhà thiết kế này. Đấy. Đấy, ok, đây là chị Thúy.
Thế còn đây là chị Lương. Chị Lương bật cái mẫu của chị lên xem nào. May cung ngực đoạn này là khó rồi, cứ tập trung vào may. Chị Bảo Xuyến ơi, chị có thể giới thiệu mẫu đầm chị đang thiết kế không ạ? Xin chào mọi người, mình đang chuẩn bị hàng. Mình đang ép mùng rồi. Mình đang ép mùng để chuẩn bị nên một mẫu đầm cho lễ tốt nghiệp. Đâu à? Đây mẫu đây đâu? Mẫu đầm đuôi cá, phần trên là... Nó màu gì nhỉ? Phần cung ngực, còn phần dưới là phần đuôi cá. Từ mấy hôm trước rồi. Mọi người ủng hộ cho mình nhé. À đây, đây mẫu này. Đây mẫu này cũng đẳng cấp này. Đây hoa hậu Thùy Vân nhỉ. Đây mọi người thấy mẫu này đẹp không? Đây chị Lương đang thực hiện ạ. Chị Lương nhá, mẫu chị Lương này. Tuyệt vời. Đây là những mẫu mà xuất sắc luôn, xuất sắc luôn. Rồi ok thì chị Lương đang làm, tôi để cho chị tập trung làm bởi vì cái đoạn này là đoạn khó này. Căn cái này làm sao cái này nó vào giữa đấy đúng không? Như này. Bạn này rất là khó, thôi chị cứ tập trung chị làm đi. Làm phải thì phải làm mới biết được. Chị Huyền Linh Nguyễn là mới đăng ký khóa học online. Đây nhá, dập buổi sáng này. Quay đây. Đây nhá, dập buổi sáng này đang đóng này, chỗ này mới được 1/3 đơn thôi. Đấy, ông này cũng đang đóng này. Đấy. Thanh niên này đang đóng. Thì mọi người ơi, nhá. Sáng nay là mọi người được tràn ngập tặng quà rồi. Tôi biết là một số các anh chị hôm nay bây giờ mới xem livestream. Thì thôi được rồi. Hôm nay tôi rất là vui cho nên là tôi tiếp tục giữ nguyên cái ưu đãi của sáng nay nhá. Về áo măng tô cho anh chị nào quan tâm nhá. Thì mình sẽ tham gia mình sẽ để lại trong phần comment đây là mua áo măng tô nhá, bởi vì lạnh thế này. Lạnh này thì mình phải dùng măng tô. Ở đây còn cái măng tô nào không? Hay đóng hết rồi. Đóng hết rồi. Đóng hết rồi. Thế thôi. Đấy thì măng tô là lạnh này là mình làm măng tô mình bán rất là tốt nhá. Thì các anh chị nào mà quan tâm đến muốn có được dập măng tô chuẩn xịn giá ưu đãi thì để lại chữ măng tô. Các anh chị ở trong YouTube thì mình để lại số điện thoại nhé. Bởi vì YouTube thì chúng tôi không chat được với bạn. Nên bạn để lại số điện thoại nhé. Để bạn sẽ nhận được cái dập măng tô với giá ưu đãi. Ở đây có rất nhiều dập nhé. Đây này, để làm cái form cúc ngực vừa rồi này. Nhưng mà tôi giới thiệu với các anh chị ấy, là mình phải mua cái bộ dập này. Thì các bạn để lại là dập măng tô. Đúng rồi, ok. Chị Trâm Nguyễn để lại ấy đi. Để lại chữ số điện thoại đi. Bởi vì hôm nay chương trình hôm nay là đã nghe nó có chỉ có buổi sáng thôi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn là dành cho cả những anh chị buổi chiều xem livestream để đỡ thiệt thòi đúng không? Thì có à đây măng tô này. Măng tô này nhá. Thì dập măng tô này là cái giá bìa của nó là 650.000 và có ưu đãi là 595. Đấy nhưng mà hôm nay riêng đặc biệt hôm nay các anh chị nghe rõ này, riêng đặc biệt hôm nay thì chỉ có giá hôm nay là giá siêu đặc biệt là 495, tức là đang 650 mà bây giờ là giảm luôn 150 nhá. Chỉ còn 495. Đấy thì anh chị nào nhanh tay thì được nhá. Để lại số điện thoại ở đây, măng tô cộng số điện thoại của anh chị là nhân viên của tôi sẽ hỗ trợ các anh chị ngay. Chương trình chỉ có trong ngày hôm nay nhá. Còn ngày mai thì nó sẽ quay về cái giá cũ. Được chưa nào? Đấy, cúp ngực này. Cúp ngực thì là không biết giá bao nhiêu, không nhớ nhiều cái. Anh chị nào thích cung ngực thì cứ để cung ngực này, tôi sẽ báo cái giá tốt nhất. Vét này, bây giờ quan tâm là vét này. Giá bìa này 595 và hôm nay 495. Được chưa? Quần cũng thế, 560, 495. Đấy. Rồi bây giờ mình quay lại cái em ấy này. Em wrapping này nhá. Đây bây giờ em để máy ở đây, em đỡ phải cầm. Một máy này. Mọi người thả tim thả like cho thầy cái. Cả YouTube, cả Facebook. Đây, để máy đây. Anh nha, cho mọi người xem nha. Đây là chiếc đầm siêu phẩm. Mọi người thấy nó có đẹp không? Hơn cả siêu phẩm ấy. Được chưa? Nha. Thì tôi sẽ, cái này vừa tôi wrapping, tôi sẽ gỡ cái này ra và tôi sẽ làm lại cho các anh chị. Anh chị có muốn không? Làm lại cho anh chị luôn. Rồi xin chào chị Hằng Phạm nhé. Ok, ai chào thầy thì cứ chào đi. Xin chào Thanh Xuân này, đẳng cấp. Rồi cảm ơn các anh chị. Các anh chị thả tim mạnh nhé. Chào Đặng Bích Hoa này. Đấy, xin chào. Đẹp chưa? Sài Gòn nhìn thấy mây chưa? Ấy, Sài Gòn tôi biết là các bạn rất đam mê thời trang.
Để thầy gắn lại cái này nhé. Chỉnh cam cho các anh chị. Rồi các anh chị, nếu nhìn thấy rõ thì các anh chị muốn xem cái này thì anh chị hãy chia sẻ cho thầy cái. Mỗi người chia sẻ về một hai lần đi. Nhá, chia sẻ. Ơi đây không có ai nào có lưới à? Đây thầy. Đây mượn thế nào. Đây đội cái làm wrapping cho nó hợp. Thôi màu đen đi, thầy màu đen bí ẩn đi. Thôi lấy cái lông của cái của cái hoàng được, đưa đây. Cái nào thầy vào cái nào trẻ đẹp. Ôi xanh thì đang áo đỏ màu xanh. Anh nhá, tôi sẽ cho các bạn xem cái này. Mọi người xem có rõ không ạ? Nếu rõ thì xin hãy comment chữ rõ đi. Ơi đây, nếu mà khi mà các bạn muốn wrapping mà nó tốt ấy, mà nó đẹp ấy, thì các bạn phải như thế này. Đây này, các bạn phải như thế này, đội vào này thì wrapping nó sẽ đẹp. Thôi đùa anh, đùa các bạn tưởng thật. Có chết rồi, mắc che tóc ở đây. Thôi rồi, không đùa đâu. Học viên toàn lấy thầy Hải đã cho đùa. Tức là hôm nay cả lớp ấy ở đây ấy, là thi nhau đặt những mấy cái mũ mà vừa tôi vừa đội ấy. Đấy, để đến hôm nay tốt nghiệp, các bạn hiểu chưa? Đây là cứ xui thầy là đội cùng. Học viên gì, cái kiểu gì. Thôi xong rồi chung này, không xếp lại ở đâu nhá. Đây nhá, đây này, nguyên bản này, là trục trơn không có gì này. Bạn nhìn thấy chưa? Các anh chị chia sẻ mạnh vào cái tôi sẽ chia sẻ cho cách wrapping. Rõ chưa ạ? Có rõ không ạ? Chia sẻ mạnh cái này. Để tôi hướng dẫn cách wrapping cái này nhá. Để làm cái form này nó đẹp ấy thì đầu tiên bạn nhìn không? Cái phần cung ngực này rất là quan trọng nhá. Phần cung ngực này bạn làm là bạn phải chuẩn. Đấy, thì cái này là các bạn trong lớp học này đã được thầy Hải dạy cho công thức để làm cái cung ngực này, bạn nhìn không? Thấy chưa? Này, nhìn chưa? Có đẹp chưa? Cái này nó phải thắt vào nhá, và trong này nó phải có một cái gọng. Đấy, trong này nó phải có cái gọng. Sau đấy chúng ta đây, phần này là cũng phải thiết kế dập nhá. Đấy, chứ không phải cắt lung tung đâu, cắt lung tung là nó không đẹp. Đấy, bây giờ là kỹ thuật wrapping này, các bạn nhìn kỹ cái tay của tôi nhá. Nhìn kỹ đôi tay của tôi này. Wrapping là cái phần đôi tay và cái mắt nhìn của mình rất là quan trọng. Sau cái này trên này không có hình ly đúng không? Cái này xếp thầy xếp ấy nhá.
ngẫu nhiên nha. Nhỏ thôi đúng không? Sao? Hả? À? Nhìn thế nào đi, cứ ra vào, không cần phải nói. Như thế nào? À đấy à, tưởng là đến dân đấy. Thầy. Bắt đền thầy. Rồi, ok, nghe chưa? Đây quay này, tác giả quay này, nhìn xem là thầy sếp này ưng ý chưa này. Được chưa? Cái cô này cô ấy kinh lắm. Vừa ấy tôi sếp, vừa ấy sếp cho đẹp rồi, xong là thầy bảo là để thầy làm live stream hướng dẫn cho mọi người. Thì cô cứ sợ, cô bảo không được, thầy không được tháo của em ra, sợ sếp lại nó không đẹp, không đẹp bằng. Em học trò kiểu thế bao giờ. Bây giờ xếp lại để còn chia sẻ cho người ta xem. Giấu nghề. Kết nhất kiểu giấu nghề. Đúng không? Mọi người đấy nào, có nên giấu nghề không? Hay là chia sẻ? Chia sẻ hay giấu nghề? Anh chị ghi vào đi. Chia sẻ hay giấu nghề ạ? Chia sẻ. Mình đã nói rồi, hôm nay là ngày đầu tháng mà gió lạnh đầu mùa về, mình phải có những hành động gọi là chia sẻ ấm áp. Được chưa nào? Bạn Trung bạn nói đùa thôi, chứ còn ý bạn ấy cũng là người tốt đấy. Không phải là gì đâu, không hẹp hòi. Không phải, bây giờ đi chê bạn ở trên mạng này rồi là về bạn, là không được. Bạn thực ra là người rất tốt. Thầy không biết đâu mà làm. Đấy, khi bạn rapping thì bạn phải cái tay của bạn này. Đấy, và cái mắt của bạn để điều chỉnh. Tôi sẽ xếp cho cô đẹp hơn cả 10 gấp 10 lần vừa đấy. Không phải lo. Chia sẻ, đúng rồi. Chị Hương Kim, đúng rồi. Phải chia sẻ chứ. Đặng Bích Hoa, rồi chia sẻ. Cảm ơn các anh chị. Nếu mà được thì các anh chị thả cho tôi rực rỡ tim cái nào. Để chúng ta cái màu hồng này, nó rực rỡ này. Rồi tác giả chuẩn bị ra đây rapping phần trên nhé. Thầy chỉ xếp phần dưới thôi. Bởi vì thầy tháo cái này ra của bạn thì thầy xếp lại bù cho bạn. Đấy. Bạn nhớ nhá, là khi bạn rapping ấy là bạn tuyệt đối là bạn tuyệt đối này, bạn nhớ này. Tuyệt đối là không lấy bàn ủi theo những cái ly mà mình vẽ này, mà mình phải rapping xong, mình tạo hình xong, mình thấy ưng đẹp xong thì mình mới dùng bàn ủi hơi xì nhẹ một chút. Đấy. Nhá. Chứ còn đừng có ủi theo cái hình vẽ trước nhá. Đây, tôi sẽ, đấy, bạn vuốt này cho tôi. Thấy chưa? Đấy. Đẹp chưa? Thầy sẽ xếp đẹp hơn cả vừa nãy cho em. Cho em chưa đi. Đây này, sếp bây giờ sóng nó còn nổi hơn vừa nãy này, vừa nãy có nổi đâu. Mà cứ sợ. Sóng vỗ về này, bây giờ chiều là sóng nó phải vỗ về, sáng là cơn lốc tình yêu rồi. Có cái bài gì đấy, này người yêu dấu ơi, em đẹp như con sóng ấy, có phải không? Tiếp ghi vào đây, hết ghi vào chung này. À đây. Sóng tình à? Cái đoạn dưới này mới là không nhớ. À,
Còn dưới đây xong như nào? Như nào không? Đoạn dưới đây công nhận là không nhớ. Hình như là như thế này, xong như thế này, đúng không? Đúng không? Lúc mà thầy nhớ là phải đưa lên này. Cái lúc vừa rồi thì tôi đang làm một cái thiết kế nó mang tính chất ngẫu hứng. Bây giờ muốn xếp lại cái đấy là vừa rồi là có chụp ảnh rồi đúng không? Bởi vì rapping này nó là một bộ môn mà chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng cái trí tưởng tượng và trí sáng tạo, không? Rất là mạnh. Đấy. Nên là mỗi lần bạn làm một cái mẫu rapping, cho dù cùng một cái bộ dập đấy, nhưng mà nó sẽ tạo ra những cái sự khác biệt bạn nhé. Rồi tôi nhớ rồi, vừa đấy là xếp như này. Xếp thành những cái sóng này. Xong là ghim nó vào. Xong rồi ghim này vào. Nhìn hơi nhiều sóng rồi. Đấy thì làm rapping này bạn thấy rằng nó rất là thư thái, nó nhẹ nhàng. Đấy. Rất thư thái, rất nhẹ nhàng. Đó, lấy cái ảnh thầy vừa chụp vừa mà đưa trên nhóm của lớp mình lên đây xem là nó có giống không. Điện thoại của em ấy, em mở ra. Đẹp hơn là được mà thầy, không cần phải giống. Không ấy. Cái chung này tính nó hay bắt đền lắm, thầy rất là mệt với nó. Quảng cáo cho nó lên sóng này mà nó cứ bắt đền thầy. Em cứ linh tinh thầy mách chồng em. Chồng thì dặn là đi học là phải tôn sư trọng đạo. Mà cứ cãi thầy, mà bắt đền thầy. Nhưng mà công nhận bây giờ cũng không đẹp bằng vừa nãy, đúng không? Vừa nãy đẹp hơn đúng không? Đây này, vừa nãy nó phồng cái này cơ mà. À, nó tué cái này ra. Nó tué cái này ra, tué cái này ra. Đúng không? Kiểu kiểu này, đấy đúng rồi, nó xoắn này, đúng rồi. Giống chưa? Đấy, bây giờ nâng cái này lên đúng không? Từ từ, bình tĩnh, được rồi, đến đoạn này là thầy nhớ rồi. Đấy, học viên đấy. Học viên đấy. Ông thực ra là mình phải có trách nhiệm, bạn ấy mong muốn như thế là cũng chính đáng thôi, phải đẹp đúng không, sản phẩm phải đẹp. Cái gì có thể chụp lại, chụp ngày bữa tối rồi. Con người tập trung vào cái đẹp, còn cái xấu thì đừng có tập trung vào. Chụp ảnh xấu cũng chê thì tí chụp lại cho đẹp. Lúc đấy tôi chụp vội. Cả cái nước này nhìn đấy. Tính cách của em liệu. Thầy cái gì? Đấy, anh còn bảo thầy đấy nhỉ. Như nào cái này, như nào nhỉ? Vừa đấy nâng như nào. Hôm nay lòng thẻ vẫn bất an lắm. Đây. Đang nóng hết cả người đấy. Không phải như thế. Nó phải như thế nào? Không, cái này lật lên mà thầy. À đây rồi. Như này á. Đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Đấy, nó thành một nhưng cái... Nhưng mà thầy phải nhìn cái chỗ này. Đây, cái này nó thẳng này. Đấy. Không phải, vừa rồi là không có cái ly dưới này, hiểu chưa? Đấy, nó buông ngang như thế này, hiểu chưa? Đấy thì mình mới tạo cái này lên như thế này, được chưa? Được không? Ui, đẹp hơn vừa nãy rồi em ơi. Đẹp hơn này. Đấy, như này cho đẹp. Lấy cái máy nào may được không? Máy này này. Đấy thì các anh chị đưa lên như thế này nhá. Đấy. Thì về cái bộ môn rapping này, nó quan trọng nhất là cái mắt nhìn của mình á, mình phải biết thế nào là đẹp. Được chưa? Thì mình sáng tạo. Đấy, chứ mình đừng có bị máy móc bó buộc. Các anh chị ạ, đừng máy móc nhé. Rapping là không có máy móc bó buộc gì đâu, mà nó là thể hiện sự sáng tạo. Cho nên là kể cả mình làm một cái thiết kế, cái người khách này đặt, xong một người khách khác đặt cũng cái mẫu này, nhưng mà làm cho người khác thì nó sẽ khác một chút. Và chính cái sự khác biệt đấy nó mới tạo ra cái cảm xúc. Đấy, bởi vì sản phẩm thời trang cao cấp, nó là cái gì nó phải có cảm xúc, chứ nó không phải những cái hàng mà làm hàng trăm chiếc như cả trăm nhá.
nếu mà làm cứ đẹp giống nhau hết thì nó không có cảm xúc. Thì nó lại, bạn nên nhớ rằng ở các nước phát triển ấy, càng cái gì có cảm xúc thì nó càng được định giá cao, còn cái gì mà nhìn nó cứ đều tăm tắp ấy thì nó không đẹp đâu nhá. Thế cái này là em cứ khâu lại cho thầy nhá. Khâu luôn cho thầy cho ngày đẹp này. Đấy, cái nơi bây giờ rất là đẹp rồi này. Để mà mất cái đưa này thì em bà làm ủi em xì cho thầy. Rồi bây giờ em vào em xếp cái trên cho mọi người xem đi. Phần phía trên cho mọi người xem. Nhá, cái đầm này nó không chỉ dừng lại ở cái này, đẹp chưa? Nếu mà đẹp các anh chị cho một tràng comment và thả tim cho tôi. Thả tim đi, thả like đi. Thả, nào, bắt đầu 1 2 3 nào. 1 2 3 thả. Nhìn đây. Đấy. Ơ sao livestream của Hòa không có tim à? À đây bắt đầu lên rồi này. Đúng rồi. YouTube thế. 1 2 3 like. Rồi ok. Và comment đây. Đấy. Chứ không, đẳng cấp bằng một cái đầm như thế này thì bạn nghĩ xem là bạn có thể ở Việt Nam nếu mà bạn chưa có thương hiệu thì bạn cũng có thể bán được vài triệu cái đầm này. Rồi cảm ơn các anh chị đang thả tim, bên Facebook đang thả tim rất là mạnh. Bên livestream, bên YouTube, tôi tin chắc rằng nếu các anh chị nó không hiện được tim thì các anh chị ý cho tôi những cái lời comment này. Rồi, học. Anh chị bên YouTube nếu mà muốn học cái gì, học online, học chính thức gì, các anh chị vui lòng để lại hết số điện thoại của tôi nhé. Để hết số điện thoại của tôi, bởi vì bên biển chúng tôi sẽ liên hệ luôn với các anh chị nhé. Bạn nhớ rằng khi mà nhân viên gọi điện thì các bạn phải hỏi xem có đúng của bên Vũ Trần Đức Hải không nhé. Không nhiều học viện fake ấy. Nhiều học viện fake là họ gọi đến các anh chị, họ bảo bán bộ dập cho anh chị giá tự dưng là chỉ có 50 nghìn một bộ ấy. Là bị lừa đảo nhá. Nhá. Cho nên là hay đây, có thằng Tây, ông Tây này. Đây. The Fashion Art and Designing. Hey Master. Hi Master. Hey hello ạ. À, đây là đến cái phần này nhá. Rapping trên này. Bọn Tây, bọn nước ngoài xem nhiều lắm. YouTube xem nhiều kênh này. Em nổi tiếng từ châu Á đến châu Phi rồi đấy. Từ châu Phi em sang Nam Mỹ đấy. Em giật về châu Âu rồi đấy. Châu Âu xong em giật về Qatar World Cup. Sau đấy quay lại Việt Nam. Cười. Làm cứ cười. Không, kênh YouTube của thầy là toàn thế giới xem mà. Được. Mà những người Tây Ban Nha xem nhiều lắm. Dân Tây Ban Nha, Nam Mỹ các thứ xem nhiều. Tuyệt vời không? Mọi người thấy rapping tuyệt vời. Nếu mà thấy rapping tuyệt vời hãy ghi chữ rapping tuyệt vời đấy. Đấy, rapping. Nhiều người tôi còn biết còn chưa biết viết chữ rapping đâu. Rapping là D, R, G, 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 D này, R này, A này, P này, I ngắn này, N, G, nhá. Rapping. Rapping tiếng tiếng Anh ấy, rap có nghĩa là đính lên, nhá. Thì đính lên mannequin này người ta gọi là rap. Rapping là cái hành động đính lên, thấy không? Đấy, bạn thấy không? Trong vòng có ít phút thôi mà lên một cái đầm thành phẩm này. Cái này mà mặc lên người thì tuyệt vời. Đấy. Nó đẹp quá. Ơ cái này vào đâu? Cái này cũng vô đây à? Đằng sau này. Đằng sau đẹp này. Chưa, đằng sau chưa có phần thân nhá. Đây là còn được. Chung ra đây đứng cạnh thầy này. Đây là giới thiệu mọi người, đây là tác giả của chiếc đầm này nhá. Chào gì mà chào nhỏ đấy, chào to là nào. Chào như chị Sướng thật đây. Sản phẩm của mình chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp sau khóa học rapping 6D của thầy Hải ạ. Rồi, chị Trung giới thiệu là em từ đâu đến? Xin giới thiệu mọi người, mình từ Phú Thọ. Mình là một giáo viên trường nghề dạy về thời trang và có đam mê thời trang, đến trên lớp của thầy Hải để nâng cao cái chuyên môn của mình. Và không nghĩ là sau khóa học mình có thể làm những cái sản phẩm tuyệt vời như thế này ạ. Thế trước đấy thì thầy phỏng vấn chút là trước đấy thì em là một giáo viên dạy về trường nghề trong thời trang đúng không? Thì về kiến thức của em, thí dụ kiến thức 2D của em cũng đã ok rồi, nhưng mà khi em đến học cái khóa 6D này thì cái phần 2D em thấy là hay nhất ở cái phần nào? Đến cái khóa học này không chỉ được học rapping như thế này mà thầy còn hướng dẫn cho mình cái phương pháp xoay chuyển ly. 2D ấy. Trên 2D trước đấy em cũng đã biết xoay chuyển ly rồi đúng không? Trước đấy cũng đã được xoay chuyển ly rồi, nhưng mà cái kỹ thuật nó không được chính xác và không đúng, không được tinh tế. Đến thầy Hải thì thầy hướng dẫn một cách rất là tỉ mỉ và rất là chi tiết, làm cho mình cảm thấy là tự tin hơn đối với cái phần
xoay chuyển ly. Rồi, tuyệt vời. Đấy. Thì bạn, cái xoay chuyển ly là cái kiến thức vô cùng quan trọng trong 2D nhé. Nhiều người bảo là tôi đã làm 2D rất là giỏi rồi, nhưng mà các bạn phải xem lại kiến thức xoay chuyển ly của mình. Bởi vì xoay chuyển ly là một trong những kiến thức mà có thể các bạn cũng đã xem ở trên mạng rồi, hoặc là các bạn học ở đâu đó rồi, nhưng mà nó phải chuẩn, nó phải chính xác từng ly từng tí một nhá. Thì vừa rồi tôi dạy thì mọi người rất là tâm đắc cái phần xoay chuyển ly. Thì có lẽ là sang năm thì tôi sẽ có thời gian thì tôi sẽ viết sách về chuyên sâu về xoay chuyển ly. Các bạn có muốn là, nếu mà tôi viết cuốn sách đấy, các bạn có muốn là có trên tay cuốn sách đâu, chỉ vài trăm nghìn thôi. Rất tuyệt vời các bạn ạ. Nếu mà ra kiến thức xoay chuyển ly, tức là từ căn bản và đến áp dụng vào thực tế những cái mẫu cụ thể, mọi người thấy là ý tưởng này có hay không? Tôi sẽ ra cuốn sách xoay chuyển ly vào năm 2023, đúng không? Và cái này là sẽ được xuất bản nhé, sẽ làm việc với một nhà xuất bản nổi tiếng của Việt Nam xuất bản, và nó có đăng ký bản quyền, có các thứ tác giả, chứ không phải là in ở mấy sách kiểu photo đâu. Tôi làm là tôi không có làm cái kiểu mà nhôm nhựa đâu. Tôi làm là tôi kết hợp là công bố và họp báo ở biết đàng hoàng nhá. Thì tôi muốn là làm một cuốn sách mà thật nổi tiếng, đầu tiên ở Việt Nam nhá. Nhá. Ok. Muốn có cuốn sách không? Để các bạn cho tôi động lực đi. Hãy viết chữ viết sách đi thầy Hải ơi. Viết sách đi nhá, để và tôi có động lực. Bởi vì để viết sách mà chuẩn ấy thì nó phải rất dành rất nhiều thời gian nhá. Ok. Cái gì? À đây, thì tranh thủ trên live stream này tôi sẽ kết nối chung ra đấy, đang thầy làm hình ảnh cho này, cứ nhút nhút nhát nhát nhỉ. Đấy, bây giờ bạn Trung này nhá, là ở Phú Thọ. Thế nhưng mà cái đầm này thì bạn hoàn toàn ở bất kỳ đâu ở trong Việt Nam này, kể cả trên thế giới, nhưng mà thôi nói Việt Nam đi. Bạn muốn có cái đầm này thì bạn có thể để lại số điện thoại là muốn có cái đầm wrapping cao cấp này nhá. Để lại số điện thoại, tôi sẽ kết nối với bạn Trung, để bạn sẽ có một cái giá yêu thương nhất cho các bạn nhá. Bởi vì mùa lễ hội cuối năm này rồi, hoặc là tiệc cưới này. Thực ra ấy, vừa rồi ấy, về cái áo dài các thứ là bị ngấy áo dài rồi. Nó bây giờ đến đám cưới là các thứ về Tết tiếc áo dài nhìn nhiều quá, nó đau đầu quá rồi. Thì cái này cũng là cái là để mình đổi món đi, đổi món cho khách hàng của mình đi nhá. Và cái này mình mới lấy tiền được nhiều bạn ạ. Chứ áo dài mấy trăm nghìn nó đau khổ quá nhá. Bây giờ giữa cái đầm này với cái áo dài thì em thích làm cái nào hơn? Tất nhiên là đầm rồi ạ. Rồi, áo dài thì nó là dân tộc, nhưng mà vừa rồi là nó dân tộc nhiều quá rồi. Thì bây giờ là mình sang cái này nhá. Đấy, thì các anh chị nhá, muốn lấy buôn của Trung cái mẫu này, muốn lấy lẻ của Trung mẫu này, để lại số điện thoại này, ghi chữ là kết nối với chị Trung. Đấy, để lại số điện thoại thì thầy sẽ ở giữa trung gian, thầy sẽ kết nối. Tôi sẽ không ăn phần trăm gì cả, tôi giới thiệu cho học trò của tôi thôi. Để học trò của tôi là từ nay đến Tết là làm mỏi tay luôn. Được chưa nào? Đấy, mấy chị kia nhá, làm đồ xong lên đây, ngày mai là thầy sẽ kết nối luôn, làm live stream kết nối luôn, giao việc luôn. Nhá, em có sẵn sàng du ấy không? Làm nếu mà mọi người đặt của em có làm đàng hoàng không? Sẵn sàng ạ. Có làm chuẩn không? Chuẩn, tự tin ạ. Làm đẹp hơn này không? Sau khóa học này tự tin ạ. Rồi, ok, đấy em phải hứa chứ, bởi vì cái này là thầy kết nối và lấy uy tín của thầy, em phải làm chuẩn nhá. Em mà không làm chuẩn thì thầy lên đến tận nhà em, thầy xử lý em, thầy nói trước ấy. Thấy chưa? Thầy Hải không phải đơn giản đâu, nên đừng có làm là phải chuẩn nhá. Để lại số điện thoại để kết nối, bởi vì là tôi biết rằng là nếu mà bạn bây giờ bạn đi học thì bạn cũng không thể nào mà có thời gian đi học được. Thế thì thay vì đi học thì mình có thể đặt luôn những cái mẫu này để mình bán, xong rồi mình có lợi nhuận, đúng không? Trung sẽ là nhà sản xuất, đúng không nào? Quả này về cháy rồi, cháy hàng rồi nhá. Đấy rồi, đấy là thầy rất là quý em, cho nên là thầy dành 5 phút là quảng cáo cho em nhá. Tất cả ấy, thả tim này cho Trung này nhá. Ok, rồi ngày mai thì sẽ có những người còn lại sẽ lên sóng, tất cả sẽ được lên sóng hết nhá. Rồi, ui rồi, còn có sách, muốn sách dạy từ A đến Z à? Ok rồi, sang năm sẽ là năm viết sách của thầy Hải. Thầy sẽ viết sách và tôi không chỉ bán cho Việt Nam mà tôi sẽ dịch sang cả tiếng Anh nữa, bán trên toàn thế giới nhá.
đã đến lúc là mình cũng sẽ phải bung luộn, đúng không? Bung luộn. À, ok. Đấy, thì cái này em đính như thế này. Để tôi xem nào. Ok, đẹp không? Đấy, cái này tìm cái mặt đá lấp lánh. Em đã mua hạt đá đính. Không, đá mà nó kiểu mặt kim loại ấy. Xong là đính phát đấy, cụm ở trên mạng bán nhiều. Cái loại nó bắt sáng nhất. Pha lê ấy vào đây cả. Ờ, cái cài này vào đây, kẹp đây, 2 điểm đây. Rồi, chuẩn bị là thứ bảy này, bảo chồng lên đấy nhá, lên rước về nhá. Đẹp này. Quá hợp. Ờ, ok, đấy. Thế thì các bạn ơi, các bạn nhớ này. Tôi đang có một cái suy nghĩ như này. Tôi thấy là các bạn là về vấn đề kinh doanh các bạn yếu quá. Cho nên tôi đang có ý tưởng là tuần sau ấy, có thể là thứ năm, thứ sáu, tối thứ năm, thứ sáu tuần sau ấy, tôi sẽ tổ chức một cái khóa học mà dạy các bạn các chiêu thức để các bạn chốt sale, chiêu thức để các bạn gọi là làm kinh doanh ấy, thời trang ấy, chiêu thức để các bạn làm thế nào có đông khách hàng. Thì không biết bạn có quan tâm cái khóa học này không nhá, để tôi xem có đông người không nào, để tôi tổ chức. Bởi vì thực ra là đợt này cũng nhiều việc, nhưng mà nghĩ đến các bạn mà bây giờ làm đồ đẹp đấy, như bạn Trung này làm đồ đẹp nhưng mà chưa biết cách kinh doanh. Tôi sẽ làm cái lớp học này là lớp học Zoom nhá, và nó có phí nhưng mà giờ là phí là thu tiền trà đá thôi, đúng không, rẻ thôi đấy, vài trăm nghìn thôi. Thì ở đây các bạn có quan tâm không? Các bạn quan tâm thì các bạn cho chữ quan tâm đây. À, chúng ta sẽ học với nhau nhá. Thì trong khóa học này tôi sẽ bật mí cho các bạn 20 chiêu thức để bạn hút khách hàng và bạn chốt sale. Đấy. Giống như kiểu là nên này, tôi làm livestream này, tôi bán hàng này. Đấy, nó rất là tự nhiên này. Nó rất là năng lượng này. Đấy, thì bạn nghĩ xem, nếu mà bạn có một cái kỹ năng mà bán hàng giống như kiểu của thầy Hải này. Đó. Thì sao ạ? Thì bạn sẽ bán hàng rất là tốt. Thì thực ra ở đây ấy, là không phải giỏi hay không, mà quan trọng là bạn biết cách. Bạn biết cách thì bạn sẽ làm được. Nếu còn bạn làm đồ đẹp mà bạn cứ không biết cách bán hàng ấy, thì sẽ tồn kho thôi nhá. Nếu anh chị nào quan tâm thì ghi chữ này. Kinh doanh, tức là KD, số điện thoại của bạn nhá. Tức là học kinh doanh ấy, tức là học bán hàng ấy. Đấy. Thì tuần sau, tối thứ 6, thứ 5, thứ 6, mỗi buổi tối 2 tiếng thôi, từ học từ 8 giờ đến 10 giờ tối, học trên Zoom nhá. Và học phí nhá, tôi nói cho nhanh này, 500 nghìn, thấy không? 500 nghìn thôi, bằng tiền uống gọi là ấy, để tôi đủ tôi thuê cái Zoom thôi, cái Zoom trả phí thôi, nhá. 500 nghìn, nhá. Thì các anh chị để lại chữ KD và số điện thoại nhá. Thì tuần sau tôi sẽ dành thời gian cho các anh chị. Được chưa? Nhanh nhá. Và nếu mà đầu tuần sau đăng ký thì lên 600 nha. Thôi, ngay tại giây phút này tôi hôm nay mùng 1 bốc đồng 350.000 nhá. Còn ngày mai sẽ là 500.000, ok nhá. Ok, để lại chữ KD, số điện thoại nhá. Bởi vì đây là dạy Zoom, tôi sẽ chia sẻ với các bạn gần như là tặng các bạn là chính rồi. Còn thu, tại sao phải thu tiền ạ? Thu tiền để tôi biết là bạn nghiêm túc, đúng không? Còn bây giờ tôi nói là miễn phí thì có khi là các bạn lại thấy nó bình thường. Nhưng mà đây là các chiêu thức để bạn có thể kinh doanh, bạn chốt đơn, đúng không? Cách kỹ thuật chốt đơn như thế nào, kỹ thuật kinh doanh, 20 chiêu thức tôi sẽ gọi là 20 chiêu thức để bạn gia tăng doanh số nhá. Thì hãy để lại là KD cộng số điện thoại bạn. KD có nghĩa là học kinh doanh ấy. KD trên YouTube này, trên Facebook này nhá. Đặc biệt YouTube bạn phải để lại số điện thoại, không là tôi mù tịt đấy, không liên lạc với bạn đâu nhá. Ok rồi, đấy, 350.000 tại thời điểm này nhá. Tôi nói nhá, tại thời điểm ngày mùng 1 tháng 12 năm 2022. Và ngày mai, bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 12, 2022 thì cái khóa học kinh doanh gọi là gia tăng doanh số này thì sẽ là 500.000. Được chưa nào? Xin chào, hẹn gặp lại mọi người tại livestream tiếp theo. Bye bye. Chúc các bạn một ngày đầu tháng tuyệt vời. Để lại số điện thoại, KD, để lại số điện thoại nha.
cho vào nhóm vào lớp luôn nha. Tôi ý tưởng tôi vừa xuất phát đâu. Tôi sẽ cho vào nhóm Zalo luôn, và thứ 5, thứ 6 tuần sau chúng ta học với nhau. Ok.